Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ tất cả các gift code dành cho tân thủ. Đầu tiên, để nhập gift code, các bạn bấm vào thành phố. Sau đó các bạn bấm vào phúc lợi. Các bạn kéo qua bên trái và bấm vào gift code. Chúng ta còn nhập gift code thôi. Gift code thứ nhất như sau: T A N T H U. Sau đó các bạn bấm nhận và các bạn bấm quay về và vào thư để nhận quà. Các bạn đợi một chút sau thì phần quà mới chuyển vào thư nhé. Gift code này bao gồm các phần quà sau: thẻ size đất số lượng 1, 100.000 vàng, 100 kim cương phá, 10 có thứ hai như sau: V A O G G O U B. Gift code này bao gồm các phần quà sau: 100 kim cương phá, xu đổi vàng số lượng 1, thẻ cường hóa bét số lượng 5, thẻ cường hóa vòng sáng số lượng 5.